Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Tân Trụ phối hợp Ủy ban Nhân dân xã Bình Trinh Đông tổ chức tặng nhà tình nghĩa cho thương binh Nguyễn Văn Vui, sinh năm 1947. Đến dự có trưởng ban dân vận tỉnh ủy Long An Phạm Văn Bốn. Căn nhà tình nghĩa được xây dựng trên ngôi nền cũ với diện tích 48m², với tổng kinh phí xây dựng là 70 triệu đồng. Thông qua sự kết nối vận động của trưởng ban dân vận tỉnh ủy Phạm Văn Bốn, ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Long An hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp. Ông Nguyễn Văn Vui là thương binh hạng 2/4. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, năm 1968, ông bị thương mất cánh tay phải. Trong những năm qua, huyện Tân Trụ luôn quan tâm vận động các nguồn lực để chăm lo các gia đình chính sách.